Lại nữa, trừ thật tướng của các pháp, tất cả pháp tàn dư đều là ma, như các phiền não, kiết sử, dục, phược, thủ, truyền, ấm, giới, nhập, ma vương, ma dân, ma nhân, những điều như vậy đều gọi là ma. Hỏi, chỗ nào bói các kiết sử, dục, phược, vân vân đều gọi là ma? Đáp, trong kinh Tạp Tạng, Phật nói kệ với ma vương rằng, dục là đạo quân đầu của ngươi, ưu sầu là đạo quân thứ hai, đói khát là đạo quân thứ ba, ái là đạo quân thứ tư, đạo quân thứ năm là ham ngủ, sợ hãi là đạo quân thứ sáu, nghi là đạo quân thứ bảy, ngập độc là đạo quân thứ tám, đạo quân thứ chín là lợi dưỡng, và đắm trước tiếng tăm hư vọng, đạo quân thứ mười là tự cao, khinh mạng với người khác, đám quân của ngươi như vậy. Mọi người ở trong thế gian và hết thảy hàng chư thiên không một ai phá nổi, ta dùng mũi tên trí tuệ, lúc tu định trí tuệ, dẹp phá ma quân ngươi như bình đất chìm nước, nhất tâm tu trí tuệ để cứu độ hết thảy, đệ tử ta tinh tấn, thường niệm tu trí tuệ, tùy thuận hành đúng pháp, chắc được đến Niết Bàn. Dẫu ngươi không muốn buông, ta vẫn đến chỗ ngươi không đến. Ma vương nghe thế rồi, yêu sầu mà bỏ đi, bộ đảng ma ái ấy cũng mất không hiện nữa, ấy gọi là ma kiết sử. Hỏi, năm uẩn 18 giới 12 xứ chỗ nào nói là ma? Đáp, khi ở trong núi Mạc Câu La, Phật dạy đệ tử La Đà, sắc uẩn là ma, thọ tưởng hành thức cũng là ma. Lại nữa, nếu muốn làm thân có sắc trong vị lai, ấy là chỗ động, nếu muốn làm thân không sắc ấy cũng là chỗ động, nếu muốn làm thân có tưởng không tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, ấy là tất cả chỗ động. Động là bị ma trói buộc, không động thời không bị trói buộc, từ chỗ ác được giải thoát. Trong đây nói uẩn giới nhập là ma, còn tự tại thiên tử ma, ma dân ma nhân tức là ma thời không cần phải nói. Hỏi, sao gọi là ma? Đáp, đoạt mất tuệ mạng, phá hoại đạo pháp công đức thiện căn, ấy gọi là ma. Bọn người ngoại đạo cũng nói rằng đó là chúa dục, cũng là mũi tên họa, cũng gọi là năm mũi tên ngũ dục, phá hỏng các việc thiện. Trong Phật pháp gọi là ma la, nghiệp ấy sự ấy gọi là ma sự. Ma sự của những gì? Như trong phẩm Giác Ma nói rõ. Lại nữa, nhân duyên của kiết sử làm cho loài người xoay chuyển trong thế gian thọ khổ vui, cũng là nhân duyên của ma vương lực. Ma ấy là oán thù của chư Phật, là giặc của thánh nhân, phá hoại hết thảy sự nghiệp của những người ngược dòng sanh tử, không còn thích niết bàn, ấy gọi là ma. Ma ấy có ba việc: một, nói phô cười cợt, ca múa nhìn bậy, vân vân, những việc như vậy để từ tham ái sanh; hai, trói buộc đánh đập tra khảo, châm chích cắt chặt, vân vân, những việc như vậy đều từ sân sanh; ba, lấy lửa đốt thân, chịu rét nhổ tóc, chịu đói nhảy vào lửa, nhảy vào vực thẳm, nhảy từ chót cao, vân vân, những việc như vậy đều từ ngu si sanh. Lại những việc tội lỗi to lớn bất tịnh nhiễm trước thế gian đều là ma sự, cái ghét điều lợi ích, không cần biết niết bàn và niết bàn đạo cũng là ma sự. Chìm trong biển khổ lớn không tự giác chi, vô lượng những điều như thế đều là ma sự. Đã vứt bỏ các thứ đó, ấy là vượt qua các ma sự. Kinh, hết thảy nghiệp chướng đều được giải thoát. Luận, hết thảy ác nghiệp được giải thoát, ấy gọi là nghiệp chướng được giải thoát. Hỏi, có ba thứ chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Tại sao bỏ qua hai chướng mà chỉ nói đến nghiệp chướng? Đáp, trong ba chướng, nghiệp lực lớn hơn cả, chứa nhóm các nghiệp, cho đến trong trăm ngàn vạn kiếp, không mất, không cháy, không hoại, khi cùng hiệp với quả báo mà cũng không mất. Các nghiệp ấy tồn tại lâu dài cho đến khi hòa hợp cùng quả báo, như hạt giống lúa cổ ở dưới đất, mà khi gặp thời tiết thuận lợi thì mọc, không mất, không hoại. Chư Phật là bậc nhất thiết trí, tôn trọng bậc nhất như núi Chúa Tu Di, còn không thể chuyển đổi các nghiệp, huống là người phàm. Như kệ nói, xe sanh tử chở người, các phiền não kết nghiệp, có sức lớn tự tại xoay chuyển, không ai cấm ngăn được, tự tạo nghiệp đời trước, chuyển làm đủ các hình, nghiệp lực là rất lớn, thế gian không gì sánh. Nghiệp đời trước tự tại dắt người chịu quả báo do nghiệp lực tuân truyền, quay trong biển sinh tử, nước biển cả khô sạch, đất núi Tu Di tiêu. Nghiệp nhân duyên đời trước không cháy cũng không mất, các nghiệp tích tập từ lâu, chạy theo kẻ tạo nghiệp cũng ví như chủ nợ chạy đuổi không rời con nợ. Quả báo của các nghiệp không ai lay chuyển được, cũng không chỗ trốn tránh, cũng không thể van xin mà khỏi. Nghiệp theo đuổi không rời, chúng sanh trong ba cõi như Kha Lê La Bạt, nghiệp ấy Phật đã nói như gió qua chỗ trống, như nước không chảy ngược, hư không không thọ hại, không nghiệp cũng như thế.
lực các nghiệp vô lượng, không theo kẻ không tạo. Khi quả báo đến thời, không mất cũng không tiêu. Từ đất bay lên trời, từ trời vào núi tuyết, từ núi tuyết vào biển, không chỗ nào tránh được. Thường mãi đuổi theo ta, không lúc nào rời nhau, cho đến lúc thọ báo như sao hiện theo trăng. Vì vậy nên nói hết thảy các nghiệp chướng đều được giải thoát. Kinh khéo nói pháp nhân duyên. Luận pháp 12 nhân duyên sanh với đủ thứ pháp môn, mà khéo léo giảng thuyết phiền não, nghiệp và sự khổ, thứ lớp chuyển chuyển tương tục mà sanh, ấy gọi là 12 nhân duyên. Trong ấy vô minh ái thủ ba thứ gọi là phiền não, hành và hữu hai thứ gọi là nghiệp, bảy thứ còn lại gọi là sự. Trong 12 nhân duyên ấy, hai thứ đầu thuộc đời quá khứ, hai thứ cuối thuộc đời vị lai, tám thứ giữa thuộc đời hiện tại, ấy là lược nói ba việc phiền não, nghiệp, khổ. Ba sự ấy chuyển chuyển làm nhân duyên cho nhau, ấy là phiền não làm nhân duyên cho nghiệp, nghiệp làm nhân duyên cho khổ, khổ lại làm nhân duyên cho khổ, khổ làm nhân duyên cho phiền não, phiền não làm nhân duyên cho nghiệp, nghiệp làm nhân duyên cho khổ, khổ lại làm nhân duyên cho khổ, ấy gọi là chuyển chuyển làm nhân duyên cho nhau. Tất cả phiền não thuộc đời quá khứ gọi là vô minh. Từ vô minh sanh nghiệp có thể tạo thành quả cho một thế giới nên gọi là hành. Do từ hành sanh tâm cấu nhiễm, nhân của thân đầu tiên như trầu nghé biết mẹ. Vì tự tướng thức gọi là thức, thức ấy cũng sanh với bốn uẩn vô sắc và sắc của nó trú ở, ấy gọi là danh sắc. Từ trong danh sắc sanh ra sáu trần, căn là mắt tai vân vân, ấy gọi là lục nhập, căn trần thức hòa hợp. Hòa nhập gọi là xúc. Từ xúc sanh thọ, trong thọ có tâm đắm trước, gọi là khát ái. Do nhân duyên khát ái nên tìm cầu, ấy gọi là thủ. Từ thủ nên có nghiệp làm nhân cho đời sau, ấy gọi là hữu. Từ hữu trở lại chịu ngũ ấm uẩn trong đời sau, ấy gọi là sanh. Từ sanh cho đến khi ngũ trúng uẩn chín mùi rồi hoại diệt, ấy gọi là lão tử. Lão tử sanh buồn thương khóc lóc, đủ các thứ sầu não và các khổ tập hợp. Nếu nhân tâm quán thật tướng thanh tịnh của các pháp, thời vô minh hết, vô minh hết nên hành hết, cho đến các thứ khổ tập hợp đều hết. Đối với ý tướng của 12 nhân duyên ấy, năng dùng phương tiện không dính mắc tà kiến, mà vì người diễn nói ấy gọi là khéo léo, thiện xảo. Lại nữa, trong sự quán 12 nhân duyên ấy, đoạn hết pháp ái, tâm không dính mắc, biết rõ thật tướng ấy gọi là khéo léo. Như phẩm bất khả tận trong Bát Nhã Ba La Mật, Phật nói với Túc Bồ Đề, si như hư không không thể cùng tận, hành như hư không không thể cùng tận, cho đến các khổ hòa tập như hư không không thể cùng tận. Bồ Tát nên hiểu như vậy. Hiểu như vậy là xả bỏ nguồn mê ngu si mà được vô sở nhập. Quán 12 nhân duyên khởi ấy, thời là ngồi ở đạo tràng chứng được Tát Bà Nhã, tức nhất thiết trí. Kinh, từ A Tăng Kỳ kiếp trở lại phát thể nguyện lớn. Luận, nghĩa chữ A Tăng Kỳ đã nói rõ trong chương giải thích Bồ Tát nghĩa. Nghĩa chữ kiếp và thí dụ rằng, như núi đá 40 dặm có một người sống rất lâu, cứ 100 năm cầm một chiếc áo mỏng mịn đến phát một lần, cho đến khi núi đá hết mà một kiếp vẫn chưa hết. Lại trong thành lớn 40 dặm chứa đầy hạt cải không san bằng được, có một người sống rất lâu, cứ 100 năm đến lấy một hạt cải hết mà một kiếp vẫn chưa hết. Bồ Tát trải qua vô số kiếp như vậy, phát chánh đại nguyện độ thoát chúng sanh, nguyện là lời thể ước của đại tâm, phải độ hết thảy chúng sinh, dứt hết các kiếp sử, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là nguyện. Kinh, nhan sắc hòa vui thường hỏi han trước, lời nói không thô. Luận, vì đã nhổ gốc sân nhuế, trừ bỏ tật đố, thường tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đã dứt bốn thứ tả ngữ nên được nhan sắc hòa vui. Như kệ nói, nếu gặp người xin đạo, lấy bốn điều tiếp đãi, vừa thấy mắt nhìn ưa, nghênh đón kính hỏi thăm, cúng dường sàn tọa tốt, thí đủ điều cần muốn. Tâm bố thí như vậy, Phật đạo như trên tay, nếu trừ được bốn tà, miệng lời độc nói dối, hai lưỡi giữ theo rẻ, được quả báo lớn đẹp, kẻ nhu hòa cầu đạo, muốn độ các chúng sanh, trừ bốn khẩu nghiệp tà, ví như ngựa có cương. Kinh, ở giữa đại chúng không hề sợ hãi, luận vì đức lớn, công đức trí tuệ chắc thật, được tối thượng biện Đà La Ni, nên ở giữa đại chúng không có sợ hãi, như kệ nói, trong tâm trí đức mỏng, ngoài khéo dùng lời đẹp, ví như tre bọng ruột, chỉ có tướng bề ngoài. Trong tâm trí đức dày, ngoài khéo nói lời pháp, ví như diệm kim cương, trong ngoài đầy đủ sức. Lại nữa, vì thành tựu pháp vô ý, đoan chánh thuộc quý tộc, có sức lớn, chỉ giới thiền định trí tuệ, nói năng luận nghị đều thành tựu nên không sợ hãi. Vì vậy nên giữa đại chúng không có sợ hãi, như kệ nói, thiểu đức không trí tuệ, không nên ngồi tòa cao, như sói thấy sư tử, núp hang không dám ra, đại trí không sợ gì,
Đám ngồi tòa sư tử, ví như sư tử giống, muôn thú đều sợ hãi. Nhóm đủ vô lượng vô biên trí rẻ phước đức lực nên không sợ hãi. Như kẻ nói, nếu người dứt các ác cho đến không tội nhỏ, bậc đại đức như thế không nguyện gì chẳng đủ. Bậc đại trí tuệ ấy trong thế gian không não, cho nên người như vậy sanh tử tức niết bàn. Lại nữa, vì là hàng độc nhất được vô sở ý của Bồ Tát, như trong kinh Tỳ Na Bà Ma Vương nói, Bồ Tát độc nhất được bốn vô sở ý như trên đã nói. Kinh, vô số ức kiếp thuyết pháp khéo léo vượt ra, luận, tự thân khéo léo từ các thiện căn không phóng dật, vân vân. Ấy là các Bồ Tát chẳng phải một đời, hai đời, ba đời cho đến vô lượng A Tăng kỳ kiếp tập hợp công đức trí tuệ. Như kẻ nói, vì chúng sanh nên phát đại tâm, nếu có người bất kính, kiêu mạn, tội ấy rất lớn không thể nói, huống gì còn ra thêm điều ác. Lại nữa, Bồ Tát ấy trong vô số vô lượng kiếp tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, ở trong sanh diệt trói mở, tự biết rõ thật tướng các pháp, có ba thứ hiểu, hiểu do nghe, hiểu do nghĩa, hiểu do đắc đạo, trong nhiều cách giải thuyết, pháp môn, không chỗ nào ngăn ngại, đều được trí tuệ ba la mật về phương tiện thuyết pháp. Lời các Bồ Tát ấy thuyết đều như thánh nhân nói, đều nên tín thọ. Như kệ nói, có tuệ không đa văn thì không biết thật tướng, như trong chỗ tối tăm có mắt không thấy gì, đa văn không trí tuệ cũng không biết thật tướng, như trong chỗ sáng suốt có đèn mà không mắt. Đa văn trí tuệ bén, lời người ấy đáng tin, không đa văn không trí là trâu trong lốt người. Hỏi, nếu nên nói vô số ức kiếp khéo thuyết pháp, sao lại còn nói vượt ra? Đáp, ở giữa người vô trí và đệ tử thuyết pháp dễ, nếu đối với người đa văn lợi trí giỏi luận nghị thì thuyết pháp khó. Khi đó nếu là pháp sư tiểu trí thì phải rút lui, nếu là bậc đại học đa văn thì ở trong vấn nạn sẽ mạnh dạn vui vẻ. Ở giữa hết thảy chúng có đại oai đức, như trong kinh Thiền Hội thuyết kệ rằng, mặt mắt răng sáng ngời chiếu khắp cả đại hội, cướp ánh sáng chư thiên, tất cả đều không hiện. Vì vậy nên gọi là vô số ước kiếp trong sự khéo thuyết pháp có thể vượt ra được. Hết. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.